Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên khu vực vịnh Bengal đang xuất hiện một cơn bão lớn mang tên Yaas. Cơn bão mạnh cấp 3 trong thang cảnh báo cấp bão gồm 5 cấp độ của Ấn Độ. Dự báo đây là cơn bão mạnh và có gió mạnh 165 km/h. Vùng gần tâm bão thậm chí có thể có gió giật lên tới 185 km/h. Đây là cơn bão thứ hai tấn công Ấn Độ chỉ trong vòng một tuần qua. Do ảnh hưởng của cơn bão trên, khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, đồng thời thì hình thành rãnh áp thấp có trục từ 11 đến 14 độ Vĩ Bắc và vùng nhiễu động trên khu vực ngoài khơi Nam Trung Bộ. Vì vậy mà từ hôm qua, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã đón một cơn mưa dông trên diện rộng, cục bộ có những điểm có mưa dồn dập với lượng lớn. Cảnh báo ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất cũng được đưa ra tại khu vực này. Hai hình thái gây mưa này được dự báo sẽ còn tiếp tục hoạt động mạnh cho đến ít nhất 2 tuần tới, 2 ngày tới. Do vậy, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ liên tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 150-300mm cả đợt. Ở Tây Nguyên phổ biến từ 200-400mm cả đợt. Không chỉ ở phía Nam mà trở ra khu vực phía Bắc Bộ hay Bắc Trung Bộ cũng là những nơi đang được cảnh báo sẽ có mưa dông. Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 1.500m, trong đêm qua và hôm nay, dải mây dông ở miền Bắc có xuống dịch xuống phía Nam, vì thế mà vùng mưa sẽ tập trung ở khu vực Hòa Bình và phần phía Nam của đồng bằng Bắc Bộ, cũng như là tại thủ đô Hà Nội. Đến chiều và tối thì mưa sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Giang. Lượng mưa ước tính khoảng 40-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Các nơi còn lại của Bắc Bộ phổ biến là có mưa nắng gián đoạn, nên nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ vẫn duy trì trong khoảng từ 28-32 độ, trời mát mẻ. Quá trình dịch chuyển xuống phía Nam của rãnh mây dông cũng mang tới những cơn mưa cho khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phía Bắc và hội tụ gió trong đêm ngày hôm qua và sáng sớm nay cũng xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Đáng lưu ý là mưa dông có khả năng đi kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Vì vậy, quý vị nên chú ý đề phòng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía bắc cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên,
nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Nam Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió Tây cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.